Trước tiên á, bạn muốn đặt hàng á, thì mình sẽ ghi những cái sản phẩm mà mình cần đặt ra trước nha. Linh cần đặt bộ combo cho nên Linh sẽ dở catalog ra và coi cái mã code của từng sản phẩm ở trong catalog ha. Rồi mình ghi ra giấy. Rồi Linh sẽ bấm vô cái ứng dụng Oriflame. Cái ứng dụng này. Sau đó mình, nếu như ai chưa có đăng nhập mã số và mật khẩu thì mình đăng nhập vô ha. Chọn quốc gia Việt Nam nha. Còn cái này Linh đã đăng nhập rồi, là nó hiện lên cái giao diện như thế này ha. Đó. Tin tức nè, báo cáo hoạt động, trang cá nhân, là nó hiện lên tới 8 cái giao diện nha. Rồi bây giờ mình muốn đặt hàng là mình sẽ bấm vô cái đơn VIP nè. Đó. Là nó hiện lên cái mã số và cái tên của mình nè. Và mình sẽ bấm vô cái chỗ tạo đơn hàng. Rồi, cái giỏ hàng của Linh là có sẵn cái sản phẩm này, Linh không có thích nữa. Thì bây giờ Linh xóa giỏ hàng để đặt cái khác. Rồi, giỏ hàng đang trống nè ha. Mình ấn vô chỗ đặt hàng nhanh. Rồi, bây giờ mình đăng nhập cái mã số của sản phẩm vô nha. Linh đặt Wellness Socola là 29691. 29691. Rồi phía bên tay phải nè, nó có chữ thêm, mình bấm thêm vô. Nó sẽ hiện lên cái hộp Wellness Socola. Rồi tiếp theo Linh đặt sản phẩm Wellness Hương Dâu thì 29689. 29689. Mình bấm thêm vô luôn. Đó, bộ combo gồm 3 hộp bột và 2 hộp viên ha. Rồi Linh thích uống sô-cô-la thì Linh sẽ cộng thêm một cái hộp sô-cô-la vô nữa. Đó. Rồi bây giờ mình tới đặt 2 hộp viên nữa. Viên thì Linh sẽ đặt một nam một nữ. Nam là 29697. 29697. Mình bấm thêm vô. Rồi, nữ là 29696. Đó, khi mà bấm thêm vô á thì các bạn chú ý là coi cái giá tiền ha, với sản phẩm coi có đúng chưa, nhiều khi mình coi nhấn lộn đó. Rồi, bây giờ đã đủ một bộ combo rồi nè, mình kéo lên. Ở dưới đây nó có hiện lên là cái túi vải nè. Nếu các bạn không lấy thì mình bấm vô chữ xóa ha. Đó. Rồi mình kiểm tra lại nha. Hai hộp viên, ba hộp bột, đúng rồi. Rồi tiếp theo là Linh sẽ qua cái bước số 2. Cái bước số 2 là cái bước mà quyền lợi của mình ha. Các bạn mới vô thì qua cái bước số 2 này đó. Nếu các bạn nào có quà thì mình sẽ chọn quà ở bước số 2 này ha. Nè, nó có hiện sẵn lên cái bình đắt nè. Bình đắt này là mình mua ha, 68.000 một cái. Rồi bây giờ Linh sẽ mua một cái là Linh bấm thêm vô. Rồi phía dưới cái giỏ hàng nè, nó có chữ, để chữ thêm vào giỏ hàng nè. Mình thêm vô một lần nữa ha. Đó, rồi mình thêm vô. Rồi dưới đây là những cái sản phẩm ưu đãi của từng tháng nó khác nhau nha. Rồi bây giờ Linh sẽ thêm mua cái gì bây giờ ta? Mua chai dầu gội đi, mình bấm thêm vô. Rồi mua chai kem lót, mình bấm thêm vô. Rồi hai sản phẩm mình bấm thêm vô giỏ hàng. Rồi nếu như các bạn có mua catalog á, thì mình chọn catalog ở đây luôn. Nè, có hình catalog nè, thêm vào giỏ hàng ha. Đó. Rồi các sản phẩm ưu đãi giao hàng là mình không có lấy. Rồi cái chương trình quà Business Lab nè, là hồi đầu tháng Linh chưa lấy, bây giờ Linh lấy cái sản phẩm giảm 60%, là Linh mua cái sản phẩm nào bây giờ ta? Thôi mình không lấy thì mình bỏ qua, nếu như lấy thì mình nhập cái mã số vô rồi mình bấm thêm vô phía tay phải ha. Rồi xong rồi Linh bấm tiếp theo nha. À, tới bước số 3 là bước phương thức giao nhận đã áp dụng nè. Nó có hai phương thức.
giao nhận tại trong một cái điểm giao nhận là giao nhận tại công ty thì mình lên công ty mình lấy, còn giao nhận tại nhà, ở đây giao tại nhà thì Linh sẽ chọn cái giao tại nhà nha. Còn các bạn nào mà mình ở khác cái địa chỉ với chứng minh á, thì mình sẽ bấm vào dấu cộng này để mình thay đổi cái địa chỉ ha. Nè, mình sẽ nhập cái tên đường xã huyện của gì đó, xong rồi bấm đồng ý nha. Ở đây Linh đã có sẵn những cái địa chỉ này rồi, Linh giao về Bình Dương thì nhắn vô đây ha. Đây là nó có 4 cái kho: Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Linh ở Bình Dương á, thuộc Hồ Chí Minh thì Linh chọn vô cái Hồ Chí Minh là nó không đồng nha. Mình chọn trái kho là tới phí ship tới 109.000 lận, cho nên mình chú ý cái chỗ này ha. Xong rồi mình bấm tiếp theo. Rồi ở đây có 3 phương thức thanh toán. Nếu như mình bấm chọn cái thanh toán thẻ ATM á, thì mình thanh toán trong vòng 15 phút đến 30 phút nha. Nếu không thì đơn hàng sẽ bị hủy. Còn mình chọn cái thanh toán tại hoài hoặc chuyển khoản á, thì mình sẽ gia hạn được từ 3 đến 4 ngày là công ty cho mình chuyển cái số tiền này sau ha. Là chuyển vào số tài khoản của công ty. Số tài khoản á, thì bảo trợ sẽ gửi cho mình nha. Ở đây Linh chọn thanh toán bằng hình thức thẻ đăng ký Internet Banking, là thanh toán qua thẻ luôn á, thì mình chọn cái hình thức đó ha. Xong rồi bước tiếp theo là bấm số 5. Xác nhận lại đơn hàng là mình xem lại nè, những cái địa chỉ với cái số tiền với cái những cái món quà mình lấy đã đủ hay chưa. Rồi, mình muốn kiểm tra lại thì mình quay lại cái bước 1 ha. Mình coi lại một lần nữa. Đó. Ok, đã xong hết rồi thì bây giờ mình bấm qua bước số 5. Rồi, bây giờ mình sẽ hoàn thành cái đơn hàng này ha. Bấm hoàn thành nha. Ok, hoàn thành xong á, bạn chụp cái đơn hàng lại mình gửi cho bảo trợ của mình xem ha. Nhưng mà trước khi hoàn thành các bạn nên gửi đi, để có sai sót gì á, thì bảo trợ sẽ hướng dẫn cho mình ha. Rồi, xin chào các bạn, chúc các bạn có một cái đơn hàng 200 BB nha.